đẹp không anh em? Audi Q5 2015. Đó, xe mới gần 3T. Giờ để cho anh em mình chỉ có 6 ít thôi. Anh em quan tâm mẫu này thì alo cho bé Thịnh mình. Xe mình đang đi anh em ha. Rất là đẹp anh chị. Em này 2.0 turbo 100 cây chạy 6 lít, 6 lít rưỡi xăng nha. Dòng xe Đức mà đời mới rất là tiết kiệm. Và đây cũng làm con BMW Đức cũng khá là tiết kiệm xăng, 320 210. Dòng này thì đi tầm khoảng 9 lít anh chị nha. 9 lít, 8 9 lít chạy rất là sướng anh chị, 265 triệu. Audi này khỏi nói rồi, xe chạy 53.000 lướt luôn anh chị ha. Quá đẹp, full công nghệ, full đồ chơi. Đó. Rất là ken. Anh em quan tâm mẫu này thì alo cho bé Thịnh mình. Đó, trần gia lộn tú khí quanh xe. Thì rất là nhiều cái tính năng an toàn trên cái dòng Audi này. Anh em quan tâm thì nhắc máy alo em Thịnh mình, để cho anh em mình chỉ là 6 ít thôi. Đó, qua số 0866 678 971, 0834 33 3371. Cảm ơn anh chị em mình nhiều. Anh chị quan tâm mẫu này thì alo. Còn anh chị nào muốn xem nhiều hình hơn thì cứ vào Facebook bấm Thịnh Mắt, bấm theo dõi cập nhật được nhiều hình ảnh hơn từ anh Thịnh Bến Tre. Rồi, cảm ơn, hẹn gặp bà con ở những clip tiếp theo nha.